làm mát Mỹ lọc nước Exosan và Macano tại app Rick One, nhập nút bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Năm ngày 18 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cháy phòng trọ ở thành phố Hồ Chí Minh, 3 người trong một gia đình thương vong. Xe 16 chỗ bị xe container đè, 3 người thiệt mạng. Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe cơ giới sẽ đơn giản hơn. 90 ngày nằm viện và sự hồi phục diệu kỳ của bệnh nhân phi công người Anh. Biểu tình chống Trung Quốc lan ra nhiều tỉnh thành tại Ấn Độ. Sau đây là những tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 18 tháng 6. Đến 18 giờ tối nay, 18 tháng 6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã phát hiện 7 trường hợp mắc Covid-19 là người trở về từ Coes, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 6, các bệnh nhân này từ Coes quá cảnh Qatar về sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tập trung ngay tại khu cách ly thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 17 tháng 6, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 342 ca nhiễm. Hôm nay, Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã triệu tập một người đàn ông để làm rõ việc người này có hành vi dâm ô bé trai trong thang máy chung cư. Theo nội dung clip được ghi lại, khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 6, trong thang máy có 4 cháu bé và 2 người đàn ông. Sau đó, một người đàn ông bất ngờ có hành vi liên tục chỉ tay vào mặt và mắng bé trai 6 tuổi. Tiếp đó, người này dùng chân đụng chạm vào vùng kín của bé trai. Chưa dừng lại, người này tiếp tục có hành động giơ chân định đạp vào mặt bé, nhưng rất may cháu đã kịp né. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé trai đã trình báo chính quyền sở tại có mặt để làm rõ sự việc. Trưa ngày 18 tháng 6, một lãnh đạo công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng xác nhận có sự việc này xảy ra, đã báo cáo công an quận Hai Bà Trưng và đang làm việc với các bên liên quan để lập hồ sơ xử lý. Tại Hà Nội, những ngày gần đây, việc rửa đường được thực hiện trên toàn thành phố nhằm giảm ô nhiễm không khí, sạch bụi bẩn. Thêm vào đó, thời gian rửa đường thay đổi từ 11 giờ đến 14 giờ hàng ngày để giải nhiệt cho thủ đô đang được người dân ủng hộ. Trước đó, thành phố Hà Nội đồng ý chi 114 tỷ đồng cho công tác tưới nước rửa bụi bẩn trên đường và chống nóng trong những ngày nắng gắt. Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, công tác tưới nước rửa đường phải thực hiện sau khi đã hoàn thành quét hè và đường phố tại khu vực trung tâm, thực hiện tại các tuyến đường chính, các thời điểm nắng nóng kéo dài hoặc khi chất lượng không khí bị đánh giá ở mức kém trở lên. Chuyển sang thông tin đáng chú ý liên quan đến bảo hiểm xe gắn máy. Thưa quý vị, sau rất nhiều bức xúc của người dân về vấn đề đòi tiền bảo hiểm xe máy với thủ tục rắc rối, đến nay cơ quan chức năng đã có những cam kết ban đầu, thủ tục bồi thường bảo hiểm sẽ đơn giản hơn. Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, Nghị định 103 năm 2018 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm thu thập giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ bồi thường chứ không phải là người đi đường. Cụ thể, khi không may xảy ra tai nạn, hồ sơ bồi thường mà chủ xe phải cung cấp là giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu và giấy chứng nhận bảo hiểm. Trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì phải có bản sao giấy chứng nhận thương tích hoặc hồ sơ bệnh án, giấy báo tử của cơ sở y tế. Còn thiệt hại về tài sản thì có hóa đơn chứng từ về việc sửa chữa, thay mới tài sản. Đặc biệt, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải tạm ứng tiền bồi thường tới 70 triệu đồng một người một vụ tai nạn. Một điểm mới đáng chú ý là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường với thiệt hại về tính mạng và sức khỏe. Sáng nay ngày 18 tháng 6, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 10 phút sáng ngày 18 tháng 6, người dân xung quanh phát hiện phòng trọ trong hẻm đường Kênh 19 tháng 5 có khói bốc lên nên tri hô và báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến nơi dập lửa, phát hiện 2 thi thể nằm trên gác lửng, một người bị phỏng nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Xác minh ban đầu cho thấy 2 người tử vong là anh H, 45 tuổi và con gái tên V, 9 tuổi. Người bị phỏng nặng là chị L, 44 tuổi, vợ anh H. Công an quận Tân Phú đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến rạng sáng nay ngày 18 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục cứu hộ xe khách biển số Khánh Hòa bị container đè khiến 3 người chết. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, xe container chạy hướng Móng Cái, Hạ Long khi đến xã Quảng Minh, huyện Hải Hà thì lật sang bên trái. Thùng container đè lên xe chở khách limousine do anh Hoàng Minh Hà, 40 tuổi, cầm lái chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe limousine thiệt mạng, Bước đầu được xác định gồm có một giám đốc người Khánh Hòa, một thư ký và tài xế. Tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ bị đè bẹp, hư hỏng nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đã huy động xe cẩu để cẩu thùng xe container. Tuy nhiên, thời điểm này tại khu vực có mưa lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trưa cùng ngày, xe dừng nằm do tài xế Nguyễn Văn Đại, 43 tuổi điều khiển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội. Khi qua huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thì xuất hiện khói đen bốc lên từ phía sau. 11 hành khách trên xe hô hoáng đồng thời chạy xuống khỏi xe. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ô tô. Nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã có mặt phối hợp cùng cảnh sát địa phương giải phóng hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực. Theo ghi nhận, chiếc xe và toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Ngày 18 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết vừa hủy nổ thành công một quả bom còn sót lại sau chiến tranh ở khu vực trại giam tại địa phương. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một quả bom nằm sâu dưới mặt đất khoảng 2 mét tại khu vực phân trại số 2 trại giam An Điềm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc. Qua xác minh, đây là quả bom MK82 của Mỹ sử dụng trong chiến tranh, đường kính 40 cm, dài hơn 1 mét, trọng lượng khoảng 230 kg, còn nguyên vỏ kíp nổ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ tổ chức vận chuyển quả bom đến địa điểm an toàn, khu vực khe vực Hòm, xã Đại Hưng để hủy nổ. Tiếp theo, 30 giây nóng sẽ cập nhật hình ảnh tín hiệu đầy lạc quan về bệnh nhân 91 phi công người Anh. Ông từng là ca Covid-19 nặng nhất ở Việt Nam, có lúc cận kề cửa tử, nhưng đến nay đã hồi phục dịu kỳ. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong chia sẻ, quá trình phục hồi bệnh nhân 91 hết sức kỳ diệu. Có những thời khắc bệnh nhân 91 thập tử nhất sinh và lúc đó chúng ta còn bàn đến phương pháp phải ghép phổi. Ông Phong bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm phục không chỉ đối với chuyên môn mà còn là tấm lòng của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy, hai nơi điều trị trực tiếp cho bệnh nhân 91. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện tại bệnh nhân 91 đang hồi phục tốt, tuy nhiên còn cần thêm ít thời gian để phục hồi, đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động. Sau cai máy thở, rút ống thở qua khí quản, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt. Hôm nay, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lấy trộm sữa nhanh như chớp trong một siêu thị mini ở Đà Nẵng. Theo nội dung clip, lợi dụng sơ hở của nhân viên siêu thị, người phụ nữ đảo nhiều vòng tại quầy sữa rồi nhanh tay lấy một hộp bỏ vào áo. Sau đó sợ bị phát hiện, người này di chuyển đến khu vực khác và nhanh chóng quay lại lấy thêm một hộp sữa nữa trước khi giả vờ mua hàng và rời đi. Toàn bộ sự việc đã bị camera an ninh ghi lại. Chuyển sang phần tin thế giới, sau vụ đụng độ ở khu vực biên giới giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc làm nhiều người thiệt mạng, các cuộc biểu tình phản đối và đòi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đã nổ ra tại nhiều tỉnh thành ở Ấn Độ. Theo đó, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đòi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đã diễn ra tại các bang Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat và Jammu. Các hãng thông tấn của Ấn Độ đã mô tả về các cuộc biểu tình có đốt cờ Trung Quốc, đốt ảnh lãnh đạo Trung Quốc. Một số người biểu tình cũng đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ bắt giữ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi tổ chức họp toàn bộ các đảng chính trị trong nước vào ngày 19 tháng 6 để thảo luận về tình hình tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang sau khi binh sĩ hai nước đụng độ tại thung lũng Galwan đêm ngày 15 tháng 6. Quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ lục quân nước này đã thiệt mạng. Cũng tại Ấn Độ, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ xe tải chở xi măng đâm vào xe máy kéo chở theo 26 người ngày 17 tháng 6. Báo Outlook India dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết tai nạn xảy ra tại địa phận làng Vedari, huyện Krishna. Toàn bộ nạn nhân thương vong đều ngồi trên xe máy kéo, là các tín đồ thuộc huyện Khammam của bang Telangana lân cận vừa đi lễ về. Một người sống sót cho biết chiếc xe tải chạy với tốc độ cao theo chiều ngược lại và tông thẳng vào xe máy kéo chở người đi lễ. Tại Ấn Độ, tai nạn đường bộ gây thương vong lớn thường xuyên xảy ra, mà nguyên nhân thường là do phương tiện quá tải, đường sá xuống cấp và lái xe ẩu. Tại Trung Quốc, một bé trai khoảng 4 tuổi ở tỉnh Lan Châu vừa may mắn không bị thương khi ngã giữa đường và lọt giữa 4 bánh ô tô. Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, bé trai đang đi scooter trên phố thì lao trúng ổ gà và ngã xuống đường, ngay trước chiếc xe hơi màu đỏ. Sau đó tài xế không nhận ra đứa trẻ nằm trước mũi xe nên khởi động máy rồi chèn qua người đứa bé. Vài giây sau, người này nhận ra sự việc nên dừng lại. Lúc này bé trai lồm cồm bò dậy và dường như không bị thương. Video sau đó xuất hiện trên các diễn đàn mạng Trung Quốc đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Những phút cuối của bản tin 30 giây nóng hôm nay là hình ảnh trận đấu đang gây phẫn nộ tại Colombia. Bất chấp lệnh giãn cách xã hội ở thành phố Cali, nhiều người hâm mộ đã kéo đến theo dõi trận chung kết giữa hai đội bóng ở khu phố Las Orquidias. Cụ thể, đông nghẹt người đã kéo đến sân chứng kiến trận chung kết bóng đá giữa hai đội ở khu phố Las Orquidias. Các cổ động viên không đeo khẩu trang, đứng ngồi sát bên nhau, liên tục hò hét cổ vũ. Nhiều người vừa xem đá bóng vừa cụng ly rất vui vẻ. Sau đó cảnh sát đã đến can thiệp để giải tán đám đông, nhưng chẳng có ai bị bắt giữ và xử phạt. Đoạn video đã tạo làn sóng tức giận trên mạng xã hội với rất nhiều ý kiến chỉ trích sự vô trách nhiệm và thiếu ý thức của người dân lẫn cảnh sát Colombia. Rất nhiều tờ báo Colombia cũng phẫn nộ lên tiếng chỉ trích, gọi những người vi phạm lệnh cách ly là những kẻ giỡn mặt với tử thần. Theo báo cáo của chính phủ Colombia, thành phố Cali là một trong những điểm nóng của dịch bệnh Covid-19 khi có 4.476 trường hợp nhiễm bệnh. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuitrẻ.vn, tv.tuitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của Báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của Báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Máy làm mát, máy lọc nước Daichi Osan và Macano tại app Megawan nhằm code bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng.